Bản tin 6 giờ sáng ngày 5 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19 nào. Như vậy, kể từ ngày 27 tháng 1 đến nay, đây là ngày đầu tiên sau 12 giờ liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tính đến 6 giờ ngày 5 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.068 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 375 ca. Số người cách ly tập trung tại bệnh viện 489, cách ly tập trung tại cơ sở khác 24.362, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 55.262. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 1.465 bệnh nhân. Số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 10 ca, lần 2 3 ca, lần 3 2 ca, số ca tử vong 35 ca. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện bệnh nhân 1.536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất. Bệnh nhân 1.536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.